chào. Tôi quyết định đưa gia đình sang Việt Nam, ở gần tôi hơn để tôi có thể tập trung cống hiến, thi đấu hết mình trên sân. Nếu có gia đình luôn ở bên cạnh thì tôi sẽ được cổ vũ và động viên rất nhiều. Không chỉ riêng tôi mà chắc chắn cầu thủ nào cũng muốn vậy. Tôi nghĩ điều rất quan trọng là kết nối gia đình và nghề nghiệp của tôi cùng một lúc. Tôi và hai đứa trẻ đã đến đây vào tháng 2 năm 2022. Chúng tôi muốn sát cánh bên nhau nên tôi đã quyết định sẽ chuyển đến Việt Nam. Anh ấy đi đâu, chúng tôi sẽ đi đó. Gia đình chúng tôi không gặp khó khăn gì để hòa nhập với cuộc sống mới tại Việt Nam cả. Thực chất là khi Brandon được đề nghị chuyển đến chơi cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã nghĩ đó là một điều thật tuyệt vời. Dù ban đầu tôi đã nghĩ sẽ khó thích nghi, nhưng nó không khó một chút nào. Mọi thứ ở đây rất tuyệt vời, thành phố rất đẹp, mọi thứ đều thu hút chúng tôi. Tôi cảm thấy tốt khi tôi có vợ bên cạnh. Cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, thậm chí cả việc chăm sóc con cái. Vì thời gian tôi thường xuyên đi xa nhà và không có quá nhiều thời gian để chăm con, cô ấy đã giúp tôi gánh vác từ việc chăm sóc bọn trẻ đến giáo dục chúng. Chăm sóc hai con cùng một lúc không phải điều dễ dàng với bất cứ người phụ nữ nào, cả Maria cũng vậy. Thấu hiểu được những vất vả của vợ mình, Brandon luôn cố gắng dành thời gian tối đa cho gia đình. Trong thời gian rảnh rỗi, trung vệ thành phố Hồ Chí Minh phụ giúp vợ nấu những bữa ăn sáng đơn giản, trò chuyện cùng con. Anh cũng đảm nhiệm vai trò đưa hai nhóc sinh nôi đến trường. Tôi không thích việc anh ấy giúp tôi làm mọi thứ, thậm chí vì tôi thích làm việc đó và tôi có thời gian để làm việc đó. Anh ấy luôn giúp tôi chăm sóc con cái. Hai đứa trẻ thật sự rất thích bố. Ngay trong cả giờ ăn, hai bé cũng quấn quýt bên Brandon. Nhưng tôi luôn làm những việc đó nhiều hơn để anh có thể nghỉ ngơi và thi đấu thật tốt. Không chỉ bận rộn với việc chăm con cái, vợ tôi luôn là người bên cạnh an ủi, động viên tôi. Cô ấy là một người rất chân thật. Nếu tôi chơi tệ thì cô ấy sẽ bảo tôi chơi tệ. Tôi nghĩ đây là điều tốt cho tôi. Cô ấy giúp tôi nhận ra mình cần phải cố gắng hơn nữa trong những trận đấu sau. Những lúc gặp khó khăn trong các trận đấu, cô ấy cũng luôn ở bên động viên và an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tất cả các trận đấu tại Thống Nhất, tôi đều đưa các con đến cổ vũ cho Brandon. Chúng tôi chờ đợi cả tuần để có thể đến xem anh ấy thi đấu. Với chúng tôi, Brandon là một cầu thủ rất giỏi, rất tuyệt vời. Tôi thật sự rất trông chờ để đến ngày đội thành phố Hồ Chí Minh thi đấu. Tại đó, tôi cũng có thể gặp những gia đình của các cầu thủ cùng đội với anh ấy nữa. Điều đầu tiên tôi làm khi ra sân thi đấu chính là tìm gia đình mình trên khán đài. Đây cũng là lý do mà tôi muốn vợ và hai con mình đến Việt Nam cùng tôi. Thật tuyệt vời khi họ ở đó tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tôi. Đó chính là nguồn động lực to lớn để tôi thi đấu thật tốt. Tôi luôn nói với anh ấy rằng, với tôi, anh là cầu thủ hay nhất, không một ai tốt hơn anh ấy. Và mỗi ngày anh ấy sẽ ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn. Và anh ấy thật sự là một người bố tốt. Thật sự cảm ơn em đã luôn bên cạnh và hỗ trợ anh mỗi lúc khó khăn. Cảm ơn vì đã chăm sóc các con, chăm sóc anh thật tốt. Anh thật sự hạnh phúc khi có em và các con ở bên cạnh. Anh mong chúng ta sẽ ở bên nhau sau nhiều năm nữa. Cảm ơn em. Sự hiện diện và luôn cổ vũ, động viên từ vợ và các con chính là nguồn động lực lớn lao để Brandon chân cứng đá mềm, vững vàng trên con đường theo đuổi đam mê, sống hết mình cùng trái bóng.